Xin chào anh em nhé, chào các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ làm về con dế hướng dẫn anh em, hướng dẫn không phải chia sẻ cách nuôi của mình ở miền Bắc. Mới dế vào mùa đông. Video này mình sẽ chia sẻ toàn bộ luôn nhé, từ A đến Z luôn, từ lúc mình làm chuồng mua giống về nuôi cho đến lúc mình thu hoạch luôn nhé. Mình thì nuôi hộ gia đình thôi, nhỏ nhỏ mấy chuồng thôi, nhưng mà có mấy anh em là bảo mình nuôi như nào đấy, mình sẽ nói chi tiết, hướng dẫn qua chi tiết rồi. Cũng lâu lắm, mất thời gian lắm. Giờ mình sẽ vào việc luôn, vào nội dung luôn nhá. Đầu tiên để nuôi được dế mèn thái này thì con này là dế mèn thái vàng nhá. Nuôi được thì mình phải có chuồng để nuôi. Đây, mình làm cái chuồng ngang 1 mét, dài 2 mét. Ngang 1 mét, dài 2 mét, cao 90 cm, từ đất lên đến đáy chuồng này là 30 cm, từ đây lên cho đến miệng chuồng là 60 cm. Và mình làm bằng cái bạt ni lông, bạt ni lông trong, mà mình cũng làm bằng cái bạt đỏ kia nữa. Và nắp chuồng thì làm bằng cái lưới sàng cát ấy, lưới sàng cát. Và mùa đông thì không thể thiếu được bóng điện rồi, mình thắp 3 bóng. Lúc đầu thì mình không thắp, nhưng mà lâu quá nó phát triển chậm quá. Cái chuồng dế này được hơn 2 tháng rồi, 80 ngày rồi mà vẫn chưa được thu. Mới đến giai đoạn là con dế chim thôi, phải sát một tí. Nhìn không rõ, bạn thông cảm nhé, điện thoại mình nó hơi cùi. Rồi tiếp tục này, mình làm xong chuồng rồi, làm nắp rồi, chuẩn bị bóng điện để thắp mùa đông rồi. Rồi mình cũng có thể làm cái chuồng nhỏ hơn cũng được. Cái này chuồng mình 1 mét vuông, mình cũng chuẩn bị có một cái bóng điện này. Dế mới nở thôi, được 1 tuần rồi nên là con bé lắm, mùa đông nó chậm lớn lắm. Rồi, và mình đã có chuồng rồi, chuẩn bị nuôi rồi, thì mình sẽ mua ổ trứng dế về. Đây, cái ổ trứng dế mình mua về như thế này này, mình mua ở trại nào cũng được, mua trên mạng, mua anh em gần quen biết thì họ về họ sẽ để trong cái túi thế này. Đấy, nó có lỗ hở, để lỗ hở thế này nhá, không không đổ rải ra nhá. Thì khi mình nhận trứng dế từ bên nào cũng thế thôi, mình mở ra mình đảo lên nhá, không cần thêm cái gì đâu nhá, chỉ cần đảo cái này, cái sơ dừa này lên cho nó không thành cục như thế này. Mình họ vận chuyển ấy, hoặc lâu ngày nó sẽ thành cục. Cái này mình đảo lên làm cho nó xốp xốp, không sợ trứng hỏng nữa nhá. Đấy, chỉ cần làm một lần thôi. Rồi mình để vào vị trí nào không cho kiến nó vào ăn được, mình vẫn buộc lại như cũ. Đây, mình buộc lại như cũ và để một cái lỗ bằng ngón tay này này. Rồi khi mình xem cái ngày tháng người ta ghi ở đây, đến ngày tháng sắp nở rồi thì mình cứ quan sát kiểm tra xem, nếu mà khi nào có dế nở ấy thì mình mở ra. Trong này nó khắc màu trắng trắng ấy, con trắng trắng nhỏ nhỏ. Đấy là con dế nha, xong đợi một thời một lúc sau một thời, khoảng 1 2 tiếng thì nó sẽ đen lại. Và đen thì đấy mình sẽ rải ra, đổ vào trong chuồng nhá. Bây giờ mình không có chuồng trống thì mình lấy ví dụ đi. Đấy, lấy một cái bao thế này này, rải rải nó ra. Đổ hết ra như này. Cái này là mình lấy làm ví dụ thôi nhá, cái này không có con dế đâu nhé các bạn nhé. Đấy, mình rải ra, rải mỏng ra như thế này.
phải mỏng ra. Đấy, ở trong chuồng nhá, cái này mình ví dụ thôi, là mình lấy ngoài tạo. Đấy, cho nó bằng một một đốt tay này, đây, một đốt này. Độ dày của nó một đốt thôi. Dày quá thì con dế nó nở ra ở dưới nó không chui ra được, còn mình làm mỏng quá thì nó khô thì trứng dế nó sẽ không nở, nó không có độ ẩm. Xong mình lấy một cái bao khác như này, mình úp lên. Đấy, để khoảng 2 3 ngày là nó nở hết thôi. Thì mình rửa ra để biết nó nở hết hay không, mình mở rửa ra ra mình kiểm tra này, mình lấy tay mình sới nó lên, nếu mà không thấy trứng và lại không thấy có con trắng rồi là nó đã nở xong rồi. Thì đấy mình bỏ cái miếng bao này ra và mình dọn cái đuổi con dế ra, mình lấy cành cây bé bé mình đuổi ra, xong mình dọn cái sơ dừa này ra để mình để lấy cái nơi để làm cho nó ăn đấy, cho dế ăn đấy. Đấy, lúc còn nhỏ thì mình cho ăn bí đỏ này. Cái chuồng này thì được 1 tuần rồi, mình vẫn cho ăn bí đỏ. Đấy, điện thoại của mình nó mờ quá. Cho ăn bí đỏ với lá sắn thôi nhá. Không cho ăn cái khác. Khi mình lấy giá thể ra rồi thì nó sẽ như thế này. Không, mình được khoảng được 1 tuần nữa mình mới cho ống nước vào. Đấy, ống nước đây. Đấy, xong mình cứ thế thôi chăm sóc nó. Được 1 tuần này rồi mình cho bí đỏ 2 lần thôi. Lần thứ nhất nó héo đi rồi này. Héo 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 đi rồi, nó không cần lấy ra đâu, cứ để đây, khi nào nó lớn nó khác ăn thôi. Nếu mà nó mốc thì phải lấy ra luôn nhá. Đấy, xong rồi mình cho nước vào, thế thôi, cứ chăm sóc khi nào nó lớn đến cái tầm lứa tuổi này, cái này là nó sắp mọc cánh rồi ấy. Mình cứ quan sát ở ở phần cánh, ở ở chỗ cánh của nó ấy, nó ra cánh chỗ này này. Rồi mình nó khi nào nó lột ra cánh thì mình mới cho, mình vẫn cho ăn bình thường nhé, vẫn cho ăn cho ăn cám này, từ ngày thứ 10 đi là mình cho ăn cám này, cám gà con, cám ngô và cám chim cút. Nhưng mà cám chim cút thì mình cho cám chim cút con thôi, cám chim cút lớn thì mình cho vào rồi nó không ăn đâu, nó cũng ăn nhưng mà nó ăn yếu lắm, nó không thích. Đấy, với cách nuôi của mình là mình vừa đi làm mình vừa vừa để chuồng dế ở nhà để mình nuôi này. Thì mình cho lượng thức ăn là mình cho nó thoải mái luôn, cho còn nhiều chả sao, rau cũng cho vào. Nó lớn khi nào nó sắp ra cánh ấy thì nó có cánh 2 ly đến 3 ly ấy, mình cứ nhìn ở mép cánh nó là mình khoảng 2 ly là mình mới bắt đầu cho nó ăn lá chuối. Cái chuồng này là mình chưa cho ăn này, mình để thế này để cho mọi người dễ nhìn, để cho mọi người dễ nhìn hơn. Đấy, xong mình cho đặt ống nước vào, bởi vì nhiều nơi thì họ mình xem trên mạng ấy họ phun nước nhưng mà mình thì không phun, chỉ cho ống nước thôi. Đấy, một chuồng mình cho một ống, cái này dài khoảng khoảng mét mét 6 mét 7 gì đấy, cái chuồng này 2 mét mà. Bây giờ mình sẽ cho dưới ống nước, mình làm cái ống nước như thế này này, xong mình đây mình cái này bị tại thôi. Đấy, bây giờ cái này hết nước rồi, bây giờ mình sẽ châm nước vào này. Đấy, mình cho nước, thả nước vào xong mình bịt lại nhé, không bịt là con dế nó nhảy vào đây chết hết đấy. Lúc nhỏ thì nó cũng không uống mấy đâu, tầm tuổi này thì nó cũng uống canh đấy, một ngày cũng hết một ống này. Đấy, sáng đi làm chiều về mình kiểm tra xem nó hết thì mình thêm vào, nếu không hết thì mình thôi hôm sau mình mới cho. Còn lúc nhỏ thì chắc 1 tuần mới cho 1 lần. Nhưng mà mọi người chú ý nha, nước uống này là mình phải là nước sạch. Cái nước bẩn là nó sẽ bị bệnh chết đấy. Mà nước sạch không phải là mình lấy cái nước máy kia tháo xả vào luôn đâu, mà mình phải bơm vào. Ví dụ như cái nước máy mình mới bơm về, mình bơm vào cái xô ấy hoặc là cái ca gì đấy, mình để 2 3 ngày xong mình mới múc cho nó uống. Đấy là đến cái giai đoạn này. Đấy, mùa đông ở miền Bắc là ở nơi mình là
cái chuồng này mình nuôi là nó 80 ngày rồi mà vẫn chưa ra cánh. Nói chung là nuôi ở mùa đông ở miền Bắc này nó cũng không phải là khó nhưng mà nó chậm lớn đấy, phát triển chậm lắm. Đấy bây giờ mình vừa mới cho cám thôi, mà cho nước thì bây giờ mình sẽ cho rau lá chuối rồi nhá. Mà đặc điểm con dế này mình đến gần là nó chạy ào 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 thôi, mình cũng không 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 lấy nét được, bạn thông cảm nhé. Rồi bây giờ mình sẽ cho rau vào đây, mình cho lá sắn này mình bẻ về rồi, mình cho vào thế này thôi. Đấy, cứ để vào thoải mái. Cả cây con này tầm tuổi này là nó ăn cả cây rồi, khi nào nó có cánh nó còn ăn ăn hết cả cây luôn, cả cái vỏ cây thân cây. Đấy, mình để thế này thôi. Đấy, không cần cho nhiều quá, cho vừa vừa thôi, cho nhiều thì nó cũng héo đi ấy, nó không kịp ấy, dễ không kịp ăn hết ấy. Lá chuối thì mình cho như này. Đây, cho vào cho dễ ăn thôi. Đó, và khi nào dế ra cánh thì bắt đầu mình thấy con dế nó được ra cánh được khoảng 90% ấy thì mình cho khay đẻ vào, khay sơ dừa vào cho dế đẻ. 90% thì ví dụ như mình cứ nhìn ở ở một ô thế này này, ví dụ bằng này chẳng hạn, mình nhìn xem 10 con thì nó rơi khoảng 7-8 con rồi thì có cánh hết rồi thì mình cho vào, mà lúc đấy là nó kêu đấy. Nhưng mà mọi người yên tâm nhé, con dế mèn thái vàng này nó kêu tiếng bé lắm, nó không kêu to như con dế mèn thái đen đâu. Thì đấy mình sẽ cho khay sơ dừa vào. Bây giờ mình sẽ làm ví dụ nhé. Rồi mọi người xem thì thấy mình làm nó đúng thì mọi người áp dụng làm. Cái này là mình lấy ví dụ thôi nhá, không phải là mình bây giờ chưa có dế sinh sản thì bây giờ mình là làm ví dụ. Rồi mình lấy sơ dừa ấy mình mua ở ở chỗ người ta làm cái cây cảnh ấy, bán cây cảnh ấy. Không mua được thì mua ở trên mạng, mình thì mình mua ở trên mạng. Không à, bây giờ mình đổ nước vào. Đổ nước vào, nếu mà bạn nào chưa quen ấy thì mình cứ đổ nước vào thoải mái đi nha. Còn mình thì mình quen rồi, mình định lượng được bao nhiêu nước rồi, nhưng mà nếu bạn nào chưa quen thì cứ đổ nước vào thoải mái. Rồi mình bóp, mình vắt lên đấy nhé, mọi người xem nhé. Đấy mình nắm chặt vào thế này đấy, rồi mình cho vào khay. Cái khay này là khay khay uống trà ấy, cái khay đựng cốc trà, chén trà ấy, chén chè ấy. Mình làm thế thôi, mình cứ bóp chặt vào, không cần quá là chặt đâu, chặt vừa phải thôi. Đấy. Cái này do mình tự quay tự làm nên là mình làm hơi chậm, mọi người thông cảm, mình thì không cắt video. Đấy ví dụ như này nhá. Đấy mọi người cho vào cái khay ấy, xong mình cũng cắt cái lưới sàng cáp. Lưới sàng cát mình cắt sẵn rồi đây. Đấy mình trải ra cho nó đều đều, cho nó kín hết. Nếu mà mình không có cái sơ dừa này thì mình lấy mùn cưa nhá. Nhưng mà mùn cưa thì mọi người phải phơi 2-3 nắng cho nó khô rồi nhá, bởi vì họ nhằm họ 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 cưa ra thì nó cây còn tươi hết, nó ảnh hưởng con dế nó không đẻ. Đấy bây giờ mình cho vào thôi, rồi mình lấy cái kẹp này mình kẹp lại, một tay khó làm quá đó. Cái kẹp này là mình mua ở chỗ
có đồ dùng học sinh nhé, thiết bị sách nhé, mình kẹp lại, đừng cho nó hở ra nhá, nó hở ra thì con dế nó chui vào trong này nó bới lên hết. Đấy, ví dụ như thế, chúng mình là đặt vào trong chuồng, có dế đẻ. Đây mình ví dụ thôi nhá, ví dụ vào cái chuồng to này. Đấy, một chuồng thế này thì mình đặt 6 khay thôi. Đấy, mình cho vào. Con dế nó khác lên đây đẻ. Con dế cái thì nó có cái kim ở ở đít nữa mà. Mọi người thông cảm nó hơi rung. Đấy thì khiến con dế nó đẻ vào đây, để hết vào sơ dừa này. Mình thì mình ở nhà mình nuôi thì mình chỉ cho nó đẻ 24 giờ thôi. Hoặc là quá đi một tí là dưới 30 tiếng thôi. Nếu mà quá đi thì 2 ngày thì như trên mạng thì mình không nuôi được, nó sẽ con lớn con bé, nó lớn không đồng đều, khó nuôi lắm. Lúc mình thu hoạch là nó được ít. Đấy thế thôi, bây giờ nó đẻ xong 24 giờ thì mình bỏ ra. Này bỏ cái khay ra. Mình đổ chung hết vào trong một cái chậu như thế này. Này mình mô phỏng những chậu bé lấy đổ chậu to xong mình trộn đều cả 6 cái khay đấy, xong mình cho vào túi bóng như lúc đoạn đầu video ấy, thì là mình ấp để cho nó đến nó nở thì thường thường là nếu mà thời tiết thuận lợi thì nó nở từ 7 ngày, sớm nhất là 7 ngày. Còn mùa đông này mình nói chung là mình không cần phải ấp đâu, mình cứ để thế thôi. Thì cả mùa đông này nếu mà mình muốn cho nó nở nhanh thì mình cho cái bóng điện ấy, cho vào trong thùng xốp xong mình giữ nhiệt nó. Bóng điện thì bóng bóng bé bé này thôi, bóng 5W thôi. Đấy, nếu mà mình ấp bằng bóng điện như thế mình giữ ấm cho nó thì mình phải đảo nó mỗi ngày, ngày nào mình cũng đảo nó. Nếu sẽ nở sớm hơn, nếu mà mình không cần thiết thì mình cứ để đấy. Để đấy nó khác nở thôi. Như cái ổ trứng dế ở chuồng này là mình thả một ổ thôi nhá mọi người nhá. Trên mạng thì hướng dẫn là 2 m² này 3 ổ, nhưng mà mình mới nuôi ấy, mình mới tập nuôi thì mình thả một ổ thôi, mình cũng chưa cần thiết là nhiều nhiều lắm. Đây, cái chuồng này thì bé hơn, mình thả một ổ thôi. Mà như trứng của mình lấy thì một ổ thì mình nuôi đạt thì được 12 cân. Từ lúc mình nuôi ấy, gõ chuồng được nhiều nhất là 12 cân, còn được ít nhất là 6 cân. Nếu mà mình bây giờ thì mình có kinh nghiệm rồi, mình sẽ tăng lên thôi, tăng lên 2 ổ. Đấy, nói chung là nó phải đạt từ, nếu nuôi đạt thì được từ 5 cân trở lên. Thế thôi, nói chung là video này mình nói qua cái quá trình nuôi dế ở miền Bắc vào mùa đông. Thì mọi người xem video thì mong mọi người ủng hộ nhé. Mà được mọi người đồng tình ủng hộ và có cách nuôi nuôi khác hiệu quả hơn thì mọi người chia sẻ nhé. Đối với cách nuôi của mình là một ngày mình chỉ cho ăn một lần thôi, với lại mình cũng không cần phải cho ăn từng bữa như gà đâu. Nó vẫn lớn phát triển đồng đều, vẫn bình thường đây mọi người xem này. Vẫn lớn luôn. Đấy, nếu mọi người có cách nuôi nào khác hiệu quả hơn mà không phải chăm sóc nó mấy thì mình sẽ chia sẻ cùng nhau. Quên còn một điều nữa là dọn chuồng ấy, thì mình khi nào mình bắt đầu cho dế đẻ thì mình mới dọn chuồng nhá, còn lúc nó còn nhỏ mình không dọn, cứ thế mà nuôi thôi. Còn cái lá rau cho nó thì nó ăn được tất cả các loại rau luôn. Đấy, mình cho vào nó khô quá thì mình lấy ra thôi, khô thì nó không ăn được. Đấy, mình thì sử dụng cái giá thể đào vỉ trứng giấy. Lúc đầu mình nuôi thì mình cũng nuôi bằng cái lá chuối thôi, nhưng mà lúc mình thu hoạch nó hơi khó, cũng được, vẫn được. Rồi đấy mình cũng nuôi một ổ mà cái lá chuối cũng được 5 cân thì cũng bình thường, không vấn đề gì. Thôi nhỉ, video cũng rất là dài rồi. Cảm ơn mọi người đã xem video nhé. Các bạn thấy hay thì áp dụng.
Nếu có cách khác thì bình luận dưới phần bình luận để cho mọi người cùng tham khảo, chia sẻ để anh em mình cùng làm cho nó phát triển được cái con dế này ở miền Bắc. Chào các bạn.